Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin phòng chống COVID-19 của Đài Truyền Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, bản tin 6 giờ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 7 tháng 9 đến 6 giờ ngày 8 tháng 9, không có ca mắc mới, trong đó cũng không có ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, đến thời điểm này đã 6 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 37.474. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày 6 tháng 9, bệnh nhân 948 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 854 bệnh nhân COVID-19 trên 1.049 ca mắc. Đến thời điểm này, số ca tử vong ở nước ta là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi trên nền bệnh lý nặng. Ngoài việc làm theo các khuyến cáo của y tế về phòng dịch COVID-19, thì dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mạnh mẽ rằng trong thời gian có đại dịch, cần quan tâm tối đa đến chế độ dinh dưỡng của trẻ để hỗ trợ hệ miễn dịch. Ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, nhiều trái cây tươi và rau quả, cũng như thịt, cá, trứng và sữa nên có mặt trên bàn ăn của học sinh. Không cho trẻ ăn quá no, không ăn nhiều đồ béo, ngọt và nước nên được uống càng nhiều càng tốt. Vitamin D có vai trò điều hòa miễn dịch, được khuyên dùng để phòng ngừa các bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ em. Tổ chức Y tế Thế giới tin rằng mức độ lành mạnh của loại vitamin này trong máu của những người có COVID-19 giúp tránh cơn bão cytokine khi hệ thống miễn dịch phản ứng quá mức và tấn công các tế bào và mô của chính nó. Theo khuyến nghị, lượng vitamin D hàng ngày cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi là 600 IU, tương đương 15 microgram. Để cơ thể trẻ không bị thiếu loại vitamin quan trọng này, cần bổ sung trong khẩu phần ăn các thực phẩm giàu vitamin D như gan cá tuyết, nấm, sữa, trứng, gan bò, ức gà, bông cải xanh, chuối, táo, hạnh nhân, đậu lăng, bánh mì nguyên hạt. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế đã chính thức khuyến cáo thông điệp 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, kêu gọi mỗi người dân cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế cho biết, thực tế nguy cơ dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn và có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu chúng ta chủ quan lơ là. Trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế đã luôn khuyến cáo những thông điệp, những việc cần làm rất cụ thể, chính xác, phù hợp với diễn biến và tình huống phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng các ban ngành đoàn thể, ban hành những quy định cụ thể về an toàn trước dịch COVID-19. Nếu mỗi người làm tốt các quy định đã được khuyến cáo, thì việc kiểm soát dịch COVID-19 là hoàn toàn có thể. Cần sự đoàn kết để chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19. Bộ Y tế nhận định đã đến lúc chúng ta phải xác định chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hãy hành động cùng nhau thực hiện đúng và đủ các khuyến cáo phòng chống dịch của Bộ Y tế. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Hãy tiếp tục lan tỏa và thực hiện tốt thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để giữ an toàn cho bản thân và xã hội trước đại dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 báo cáo Thủ tướng cho phép từ ngày 15 tháng 9 khôi phục lại đường bay thương mại thường lệ giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Từ ngày 22 tháng 9 khôi phục các đường bay đi và đến từ Đài Loan, Trung Quốc, Lào và Campuchia. Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất đối tượng được đi trên những chuyến bay này gồm nhà ngoại giao, công vụ, công dân Việt Nam có nhu cầu về nước, công dân Việt Nam đi lao động tại các nước. Đối với phí xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh vào Việt Nam, khách nước ngoài phải chi trả, công dân Việt Nam được miễn phí. Như vậy, với đề xuất này, những khách có mục đích du lịch tạm thời vẫn chưa được nhập cảnh Việt Nam. Dịch COVID-19 làm cho nhiều doanh nghiệp du lịch không thể trụ nổi, nhưng tại các địa phương vùng sông nước miền Tây có không ít điểm du lịch lại an ninh làm ra. Nếu không thể đi xa thì du lịch tại chỗ hoặc vi vu vài chục cây số là đã có thể cùng bạn bè, người thân có một ngày thư giãn đúng nghĩa. Phóng sự được thực hiện tại thành phố Cần Thơ. Điểm du lịch với tên gọi Bếp Má Năm mở cửa chỉ vài tháng ngay khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Nhiều người cho rằng đây là sự mạo hiểm trong kinh doanh, nhưng nhờ nắm bắt được xu thế của du khách nên tất cả vẫn sẵn sàng. Sáng này tụi em sẽ chuẩn bị đi chợ sớm mua mấy cái nguyên liệu để chuẩn bị cho khách đó. Rồi mình về mình kéo cá, mình chuẩn bị với hầm đó. Mình sẽ bắt cá sẵn để đó. Còn có khách nào muốn có nhu cầu muốn lên cùng trải nghiệm bắt cá thì tụi em sẽ đợi. Ra dừa mình hát giao muốn đồng này nọ cho khách với tài tượng rồi. Mà dừa cũng có hết á. Cá này chắc mình làm cho khoảng được hai món, món nhung giấm với nhung mẻ à. Ăn nhức nách luôn. 10 giờ khách bắt đầu đến. Và dĩ nhiên, để đảm bảo an toàn thì rửa tay sát khuẩn phải nghiêm túc thực hiện. Khu vườn rộng 2 hecta với vườn cây ao cá bỗng trở nên thú vị với những du khách vốn quen ồn ào phố thị. Còn gì thích hơn khi tự tay chặt dừa và uống ngay tại gốc. Thấy như mát mẻ, yên bình như đó. Những gì quê đây lâu
Một tuần lễ làm việc ở cực nhọc ở trong công ty thì thấy thoải mái. Vì trong mùa dịch nên việc nhận khách cũng có phần hạn chế, nhằm đảm bảo an toàn cũng như đủ thời gian thiết kế những món ăn đồng quê đúng vị. Vẫn là du lịch miền Tây với những nét đặc trưng về sông nước miệt vườn, nhưng không gian trải nghiệm đã được gói gọn lại nhằm đảm bảo an toàn cho du khách ngay trong mùa dịch này. Khoảng xa xa đó, một khu có khách nào ở thì ở khu này, cách xa khoảng vài chục mét đó, cho có cảm giác nó riêng biệt chút xíu, có không gian riêng biệt cho khách. Để đảm bảo an toàn gia đình thì gia đình chọn nghĩa là về dùng nông thôn, dùng quê để nhất là cho con nít nó nghĩa là nó cũng được trải nghiệm. Thứ hai là như thưởng thức những cái món ăn hoặc là về dùng miền. Còn gì thú vị hơn khi được thưởng thức những món đặc sản giữa khu vườn xanh mát như gà, chuột nướng lu, lẩu mắm, cá dầu đếm, cá tai tượng chiên xù, cá tra nhúng mẻ, hay chỉ đơn giản là đông đưa giỏng giữa những cành cây. Theo ngành du lịch Cần Thơ, tổng thu trong 8 tháng chỉ khoảng 1.400 tỷ đồng, giảm hơn phần nửa so với cùng kỳ. Và những mô hình du lịch nét quê tại chỗ như thế này chính là cách để giữ chân du khách hiệu quả và chờ ngày khởi sắc. Trong khi đại dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo thế giới phải chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các đại dịch tiếp theo, trong đó hối thúc các quốc gia tăng cường đầu tư vào y tế cộng đồng. Tổng giám đốc WHO cảnh báo COVID-19 không phải là đại dịch cuối cùng, do đó các nước cần phải có sự chuẩn bị tốt hơn trong lần sau. Ông khẳng định trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã có tiến bộ vượt bậc về dược phẩm, nhưng lại cũng có quá nhiều nước không quan tâm đúng mức đến hệ thống y tế cộng đồng cơ bản, vốn là nền tảng để phản ứng kịp thời với những đợt bùng phát bệnh dịch truyền nhiễm. Lịch sử đã dạy chúng ta rằng khủng hoảng và đại dịch là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, khi đại dịch tiếp theo xảy đến, thế giới cần phải sẵn sàng hơn so với lần này. Tính đến nay, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới gần 27,5 triệu người, trong đó có gần 897.000 ca tử vong. Cũng trong buổi họp báo, các quan chức WHO cho biết đang làm việc với Trung Quốc về các yêu cầu để được quốc tế phê duyệt bất kỳ loại vaccine nào của nước này. Ngoài ra, WHO cũng đang trao đổi với Ấn Độ về việc nước này tham gia liên minh vaccine COVAX do WHO khởi xướng nhằm thiết lập cơ chế tiếp cận vaccine trên toàn cầu. Hiện đã có 70 nước tham gia COVAX. Indonesia vừa cho biết chính phủ nước này đã dành 3.700 tỷ rupiah, tương đương 251 triệu đô la Mỹ, để thanh toán trước cho hợp đồng mua vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19. Hiện chính phủ Indonesia quan tâm đến một số loại vaccine tiềm năng đang được phát triển, trong đó có một loại sản xuất trong nước, một loại hợp tác sản xuất với Trung Quốc và một loại do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phát triển. Indonesia có kế hoạch mua hơn 300 triệu liều vaccine trong vòng 2 năm tới, đồng thời chuẩn bị chương trình tiêm chủng dự kiến từ đầu năm 2021. Đến nay, Indonesia đã ghi nhận gần 197.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 8.000 ca tử vong. Chính phủ Indonesia khẳng định tình hình dịch COVID-19 tại nước này vẫn trong tầm kiểm soát so với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tổng thống Indonesia đã kêu gọi lãnh đạo các địa phương thực hiện cam kết giảm thiểu tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh rằng khả năng phục hồi của cộng đồng là yếu tố then chốt trước khi tiến hành tiêm chủng. Ngày 7 tháng 9, Tổng thống Nga Putin và Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên thảo luận về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ và hợp tác sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Theo thông báo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ hài lòng với các thực thi thỏa thuận hạn chế sản lượng dầu mỏ giữa OPEC và các nhà sản xuất ngoài khối. Lãnh đạo hai nước đánh giá thỏa thuận, nhìn chung đã giúp bình ổn các thị trường năng lượng toàn cầu, nhất trí tiếp tục phối hợp hành động. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận việc hợp tác sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của Nga. Trước đó, OPEC và các đối tác hay còn gọi là OPEC Cộng đã nhất trí cắt giảm sản lượng ở mức kỷ lục 9,7 triệu thùng một ngày kể từ tháng 5 vừa qua, nhằm ổn định thị trường dầu mỏ. Từ tháng 7, mức cắt giảm được duy trì 7,7 triệu thùng một ngày cho đến cuối năm nay. Theo OPEC, đã có những dấu hiệu về sự phục hồi từng bước của thị trường dầu mỏ. Song, đà phục hồi dường như chậm hơn so với dự báo với những nguy cơ gia tăng do dịch COVID-19 kéo dài. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin phòng chống COVID-19 của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.